Cuộc sống hiện tại của Hồng Phượng sau khi rời khỏi nhà cậu là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ca sĩ Hồng Phượng được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cậu của cô là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Tiểu Linh, còn mẹ cô là một cô đào nổi tiếng một thời Hồng Nhung. Vì thế và cô được thừa hưởng máu nghệ thuật từ gia đình. Tuy nhiên, cô cũng phải chịu nhiều áp lực khi khán giả luôn đưa ra sự so sánh với những cái bóng quá lớn từ mẹ và cậu của cô. Tuy nhiều thành viên trong gia đình chọn con đường nghệ thuật cải lương và trở thành ngôi sao lớn, nhưng Hồng Phượng lại quyết định theo đuổi dòng nhạc trữ tình bolero hướng đi khác với truyền thống của gia đình, Hồng Phượng vẫn nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ phía gia đình, đặc biệt là mẹ của mình. Thời gian qua, Hồng Phượng đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến mâu thuẫn. Thời gian qua, Hồng Phượng đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến mâu thuẫn gia đình từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Cô nói đã trải qua một thời gian căng thẳng vì bị hủy nhiều chương trình biểu diễn và không dám đồng ý tham gia các sự kiện khác vì lo sợ bị tấn công bởi những người quá khích. Cô nói cô không đủ tâm trí để bước ra sân khấu vì mọi thứ quá áp lực và căng thẳng. Hồng Phượng cho biết những tin đồn vô căn cứ như cô ăn chặn tiền tăng lễ hay chiếm đoạt tài sản và sự quan tâm quá mức của dư luận đã ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống và công việc của cô mà còn khiến tinh thần cô luôn căng thẳng. Tôi không dám đọc những tin nhắn chờ mà khán giả gửi trên Facebook vì nó tạo cho tôi nhiều áp lực. Có nhiều người chưa hiểu hết sự việc đã nhắn tin chửi rủa Thậm chí Hồng Phượng còn bức xúc cho rằng thời gian qua hàng loạt tài khoản giả mạo cô được lập ra trên các nền tảng mạng xã hội, những tài khoản này đưa ra các phát ngôn sai lệch hoặc để lại bình luận tiêu cực khiến cô bị chỉ trích. Tôi đã lập vi bằng tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục, bôi nhọ vu khống và triệt hạ danh dự của tôi. Tôi cũng gửi đơn tố cáo hành vi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự và hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Hồng Phượng nói sau 49 ngày kể từ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, Hồng Phượng nói Hồng Loan đã yêu cầu hai mẹ con cô rời khỏi nhà và chuyển tất cả tài sản sang tên cho bản thân. Nói về tình trạng hiện tại, Hồng Phượng cho biết hiện tại cô là người vô gia cư vì chưa có nhà cửa. Hiện tôi ở nhà người bạn hoặc thuê khách sạn ở tạm, tôi và mẹ đang là người vô gia cư, nữ ca sĩ nói. Trước đó Hồng Phượng nói là lúc sinh thời, cậu của cô là nghệ sĩ Vũ Linh muốn mẹ con cô về ở cùng để gia đình gắn bó. Tuy nhiên, khi cậu vừa qua đời thì Hồng Loan con gái của nghệ sĩ Vũ Linh đã yêu cầu Hồng Phượng và mẹ của mình là nghệ sĩ Hồng Nhung ra khỏi nhà đột ngột, khiến nữ ca sĩ trời với và chưa kịp chuẩn bị. Hồng Phượng nói hiện tại mong ước lớn nhất của cô là khán giả hiểu khách quan về câu chuyện ồn ào vừa qua và cô mong muốn được trở lại sân khấu. Ngoài những mong muốn này, Hồng Phượng nghẹn ngào nói, nếu được thì mình mong vẫn còn cậu ở bên.